Nhận định bóng đá Juventus với Spezia, 2 giờ 45 phút ngày 3 tháng 3, vòng 25 vô địch quốc gia Italia. Với đẳng cấp vượt trội của từng cá nhân, Juventus hầu như chắc chắn sẽ bỏ túi 3 điểm trước Spezia. Nhưng đội khách cũng hứa hẹn sẽ khiến Cristiano Ronaldo và đồng đội có một cuộc leo dốc vất vả. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở lượt đi, Juve từng phải chịu đựng một thế trận bế tắc kéo dài. Tỷ số 1-1 trên bảng điện tử như trêu ngươi huấn luyện viên Andrea Pirlo và học trò. Mãi cho tới khi Cristiano Ronaldo vừa bình phục Covid-19 được tung vào sân, ngôi sao người Bồ Đào Nha mới tạo ra được khác biệt với một cú đúp, giúp Juve thắng 4-1. Đương nhiên, việc Juve phải nhờ tới tài nghệ của Ronaldo mới thắng nổi một đội bóng nhà quê như Spezia cũng không phải vẻ vang gì, nhưng cho thấy đánh bại đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Italiano không hề đơn giản. Spezia là đội bóng mạnh nhất của La Spezia, thành phố nằm e ấp ở phía nam vùng Liguria, chưa bao giờ có tên trên bản đồ bóng đá Italia trước mùa này, đã gây ra nhiều bất ngờ thú vị trong lần đầu tiên được tham dự Serie A. Spezia đã thắng Napoli trên sân khách, thắng áp đảo Milan khiến đối thủ này mất ngôi đầu, cầm hòa Atalanta và chỉ chịu thua sát nút trước Roma, Inter và Lazio. Cũng như câu chuyện cổ tích mà Chievo đã viết trong lần đầu tiên tham dự Serie A cách đây 20 năm, Spezia đang trở thành một tấm gương sáng cho các đội bóng nghèo khó, ít tên tuổi nhưng biết nỗ lực không ngừng để vươn lên, ghi tên mình vào một phần lịch sử của Serie A. Spezia đã có những dấu hiệu sa sút nhất định ở các vòng đấu gần đây, khi sức mạnh và mức độ nguy hiểm của họ đã lộ diện, buộc các đối thủ phải cảnh giác. Nhưng về cơ bản, tập thể trong tay huấn luyện viên Italiano vẫn rất đoàn kết và có thực lực không tệ. Juve vẫn sẽ phải dựa vào Dejan Kulusevski trong vai trò người chơi bên cạnh hỗ trợ cho CR7. Vào thời điểm Paulo Dybala và Alvaro Morata đều phải ngồi ngoài vì lý do sức khỏe. Nhưng vấn đề chuyên môn lớn nhất của Juve lúc này không phải hàng công, mà đến từ tuyến giữa quá yếu. Khi trong tay huấn luyện viên Pirlo không có những tiền vệ trung tâm sức vóc để đối chọi với cơ bắp của đối phương. Trong trận đấu hồi cuối tuần qua, Verona đã dồn ép Juve đến ngộp thở trong nửa sau của hiệp 2 và rốt cuộc được tưởng thưởng bởi bàn gỡ hòa vào cuối trận. Một kịch bản tương tự hoàn toàn có thể sẽ được Spezia sao chép, bởi đương nhiên huấn luyện viên Italiano đã phải nghiên cứu kỹ màn trình diễn của Verona. Dù phong độ trồi sụt cùng chất lượng chuyên môn suy giảm nhưng Juve ít nhất vẫn giữ được thành tích tốt trên sân nhà ở Serie A. Lão phu nhân toàn thắng cả 5 trận sân nhà gần đây ở Serie A, bất kể đối thủ yếu hay mạnh. Đừng quên rằng Ronaldo đang đạt phong độ cao, ngôi sao người Bồ Đào Nha vốn háo thành tích cá nhân, nay lại đang phải căng mình chiến đấu với Romelu Lukaku trong cuộc đua vua phá lưới Serie A. Trước những đối thủ cứng đầu, được tổ chức tốt đồng thời luôn chỉ dính các đối thủ lớn để tỏa sáng như Spezia, đẳng cấp vượt trội của Ronaldo chính là vũ khí quan trọng nhất. Juve sẽ thắng để nuôi hy vọng bám theo Inter, dù họ sẽ gặp không ít khó khăn trước đội khách. Dự đoán Juventus với Spezia 2-1.